Làm gì vậy? Buồn nào? Ta đập chết bây giờ. Mày đừng có la mà. Chết rồi. Mày đi, chết bây giờ. Chạy đi cho. Mày đứng lại. Nè, cô có sao không? Họ đi hết chưa ông? Nó đi hết rồi. Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về? Dạ thưa ông, con không có nhà. Nhà của con bị bọn cướp cướp hết rồi. Bọn cướp còn giết hết phụ mẫu con, nên bây giờ con không còn chỗ nào để về hết. Thiệt? Ông ơi, giờ con không biết ở đâu nữa. Con trốn nhưng mà lại gặp bọn ác ôn này. Cũng may là có ông cứu giúp, nếu không chắc là con bỏ mạng. Không có chuyện gì đâu. Giữa đường gặp chuyện bất bình, tôi phải rút đao tương trợ thôi. À quên, dạ, phải rút cái cây tương trợ thôi. Đội ơn ông. Vậy chứ bây giờ cô tính sao? Hay là tôi tính vậy cô thấy có được không nghe? Nếu cô đã tứ cố vô thân, không nhà không cửa, thì hay là cô về với nhà tôi đi. Ông ở một mình sao? Vậy có tiện không ông? Thật ra thì tôi ở với thằng con trai của tôi. Dạ, vậy thì con không dám về thưa ông. Còn nương tử của ông thì... Nương tử của tôi đã quá giãn lâu rồi. Thôi thì ngôi nhà này cũng như là nhà của nàng vậy. Bây giờ chúng ta cùng nhau về nhà thôi. Dạ. Mời nàng. Nào, đi. Nàng ngồi đi. Nàng à, từ bây giờ đây sẽ là nhà của nàng. Phải nói là nhà của chúng ta mới đúng chứ. Đúng đúng. Nhà của chúng ta. Nhà của chúng ta. Phụ thân. Con. Phụ thân đã về. Cô gái này là... Đây là kế mẫu của con. Từ giờ nhà đã có kế mẫu ở nhà, bầu bạn chăm sóc quán xuyến gia đình. Phụ thân cũng an tâm phần nào rồi. Dạ. Có. Dạ. Nè, vô trong chuẩn bị mâm cơm thật thịnh soạn, thật là ngon, để mời bà nghe mày. Dạ, bà nào ông? Nhiều chuyện. Bà chứ bà nào. Lo đi nhanh lên. Dạ dạ dạ, con đi liền ạ. Chàng, từ nay về sau á, chàng cứ yên tâm mà đi buôn bán. Tiếp sẽ ở nhà thay mặt chàng chăm sóc cho Thiên Từ. Thiên Từ, từ nay ta sẽ thay mặt phụ thân con chăm sóc cho con nha. Dạ. Thưa phụ thân, con ra ngoài. Thôi được rồi, nàng ngồi đi. Ngồi đi. Thôi, nàng đừng lo. Thấy nó ít nói vậy á, chờ nó có hiếu lắm ha. Từ từ rồi nàng sẽ quen dần. Dạ, chàng yên tâm, tiếp thích nghi cũng nhanh lắm. Thiên Từ. Dạ. Mấy cái chuyện này á, sao không để thằng cò làm? Cậu làm chi cho cực vậy? Đa tạ kế mẫu. Mấy cái chuyện này nhỏ mà, thằng cò nó còn làm nhiều chuyện lắm. Vậy để tôi giúp cậu nha. Dạ không cần đâu, con tự làm được. Chúng ta là người một nhà của nhau, cần chi á phải khách sáo như vậy. Mày nương, nàng đâu rồi? Dạ, thiếp vào liền. Cậu ơi, con thấy bà chủ mới này á, coi bộ không có ổn cậu ơi. Mày muốn ám chỉ điều gì? Con nghĩ á, là cậu cũng suy nghĩ giống như con.
bà chủ bước vô cái nhà này á là bà có ý đồ. Con thấy là bà thích cậu chứ không có thích ông chủ đâu. Mày đừng có nói bậy bạ, coi chừng cái miệng hại cái thân đó. Thì con thấy sao con nói vậy thôi à. Với lại á, con nói cậu nghe, mấy cái người á mà đi cái tướng á lượn qua ẹo lại như con rắn bò vậy đó là người mệnh không có tốt đâu. Mà con nghe người ta nói á là những người đó á mà bước vô nhà nào á là thường đem xui xẻo đến nhà đó lắm đó. Ba cái lời đồn bậy bạ, tao không có tin đâu. Thôi, con nói cậu tin hay không là tùy cậu. Con đi nấu nước đây. Mai nương, Mai nương. Ta nhớ nàng quá. Ê, cái gì vậy? Trời, sao lúc này lại hẹn gặp nhau? Chàng có biết á, lúc này là nguy hiểm lắm không? Lão ta mà biết á, là chết cả hai đứa đó. Trời ơi, lão ta không biết đâu. Nàng có thấy mưu kế của ta hay không? Hay thì có hay đó, nhưng mà bữa đó chàng với mấy bạn của chàng hơi mạnh tay, làm thiếp bây giờ ê hết cả người luôn. Không có sao đâu, nhưng mà cũng nhờ mình làm như vậy thì lão ta mới tin mình chứ. Chẳng phải nàng cũng gì cái gia sản kết xù của lão già đó hay sao? Nàng phải chịu khó một chút chứ. Biết rồi. Thôi, bây giờ thiếp phải về, chứ ở đây lâu quá ông ta sẽ nghi ngờ đó. Thiếp về nha. Nhưng mà nàng cũng phải cho ta mặn nồng một chút chứ. Biết rồi. Thôi, thiếp về nha. Mai nương, nhớ ngày mai nha. Con à. Dạ. Khi ta đi vắng á, mọi việc ở nhà con phải hỏi qua ý kế mẫu nghe con. Dạ. Con nàng ha, ở nhà nhớ thay ta chăm sóc cho Thiên Từ cẩn thận nghe. Dạ. Tay nãy của chàng à. Con tiễn phụ thân. Ta đi nghe. Dạ. Về nhà chỉ có hai chúng ta. Xin kế mẫu hãy cẩn trọng, đừng để người khác nhìn thấy thì không hay đâu. Cha của cậu đã đi rồi, có gì đâu mà phải sợ. Người ăn nói phải giữ lời chứ. Người nên nhớ, người là kế mẫu của tôi đó. Dạo này sao rồi? Thiếp cũng đang đợi thời cơ thôi. Cái nhà này coi bộ không có rẻ. Sớm muộn gì cũng thuộc về chúng ta thôi. Cái mẫu, người này là ai vậy? Đây là biểu ca của ta. Biểu ca biết là ta đang ở đây cho nên tới thăm. Đúng rồi, còn đây là đây là Thiên Từ, con riêng của phu quân muội. Con nói ở nhà coi sao không? Chàng cứ yên tâm, thiếp đã nói chàng là biểu ca của thiếp rồi.
Nếu vậy thì ta yên tâm rồi. Thiếp đảm bảo với chàng á, cậu ta không dám làm gì mình đâu. Chàng này. Mày đang làm cái gì đó? Dạ dạ, con quét bụi bặm ở đây. Toàn những thứ dơ bẩn bám không à bà. Mày bước tới đây. Dạ. Khôn hồn á thì coi như là nãy giờ không nghe và không thấy gì, biết chưa? Dạ dạ, ông chủ hay cậu chủ có hỏi con thì con sẽ không bao giờ nói là con thấy bà với anh họ nắm tay nhau đâu. Cái à? Gì? Dạ âu yếm nhau đâu ạ. À? Mày nói cái gì? Dạ dạ con không thấy gì hết ạ. À? Mày phải thấy. Mày phải thấy tao té. Nghe chưa? Mày phải thấy tao té. Dạ dạ, dạ con thấy bà té, con thấy bà té ạ. À? Khôn hồn á thì còn giữ được tính mạng, còn không á mày biết tao rồi ha. Dạ dạ dạ. Đi làm việc. Dạ dạ dạ, thưa bà con đi dạ. Tại chàng không đó. Thì làm sao tao biết được. Thôi ta về nghe. Tại sao hắn từ trong phòng phụ thân tôi ra? Hồi nãy ta bị trật chân, cho nên ta nhờ biểu ca của ta vào nắn chân cho ta. Hắn sửa chân hay là làm cái gì? Nè, cậu ăn nói chuyện cho đàng hoàng nha. Cậu đang nhục mạ tôi đó. Kế mẫu làm gì thì tự mình biết. Phụ thân tôi đi làm ăn xa, kế mẫu ngang nhiên dẫn nam nhân khác vào phòng. Nếu như kế mẫu và hắn trong sạch, tại sao ở đây không ngồi mà lại dắt dao vào phòng ngủ? Vậy thì cậu làm được gì tôi? Tôi sẽ tống cổ bà ra khỏi nhà. Nè, cậu nên nhớ, tôi là nương tử của phụ thân cậu, là kế mẫu của cậu. Bà, cậu làm gì được tôi? Nè, có chuyện gì mà hai mẹ con lại la nhau lớn tiếng dữ vậy? Chàng phụ thân ơi. Nè, chuyện gì vậy? Tiếp khổ quá chàng ơi. Hả? Tiếp mà biết về đây sống với chàng mà phải chịu nhục nhã như vậy thì tiếp sẽ không bằng lòng về đây với chàng đâu. Ngoài kia có biết bao nhiêu người đàn ông, người ta muốn rước tiếp về cho tiếp ăn sung mặc sướng. Tiếp lại không về mà lại đi theo chàng về đây. Cuối cùng về đây bị người ta làm nhục, người ta sẽ nhục tiếp chàng ơi. Khoan khoan khoan, có chuyện gì, có chuyện gì nàng nói cho ta nghe có được không? Chuyện là... Chuyện gì? Biểu ca của thiếp đến chơi. Ừ. Huynh muội lâu ngày không có gặp, cho nên có chút thân thiện. Vậy đó mà con của chàng lại nói là thiếp dắt nhân tình về. Có chuyện đó nữa hả? Chàng hãy lấy lại công bằng cho thiếp, còn bằng không á thiếp sẽ chết cho chàng. Khoan 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 kìa nàng, nàng ơi, nàng hãy bình tĩnh lại để ta nói. Nè con, cái chuyện mà họ hàng người ta lâu ngày gặp lại thì người ta thân mật có chút xíu à, có gì đâu mà con lại nghi quan cho kế mẫu như vậy. Thưa phụ thân, con không hề nghi quan đâu mà. Đó, chàng thấy chưa? Thôi được rồi con ơi, kế mẫu của con á là một cái người đoan chính, con đừng có nghi quan như vậy nữa. Phụ thân à. Thôi bây giờ không có nói cái chuyện này nữa, bỏ qua cho nhau hết nghe chưa. Rồi nàng đã hài lòng chưa? Nàng hãy bình tĩnh lại đi, ta tin nàng mà. Chàng tin thiếp. Thôi chắc là chàng đi đường xa cũng mệt rồi. Vô phòng nghỉ ngơi nha. Thôi được rồi.
Thôi, cậu đừng có buồn nữa. Rồi từ từ á, ông chủ sẽ hiểu cậu thôi mà. Nếu phụ thân hiểu ta thì không nói làm gì. Đằng này, bà ta ngang nhiên dẫn nam nhân lạ vào nhà. Việc đáng tiếc là phụ thân ta vì quá tin tưởng bà ta, nên bây giờ ta có nói gì ông ấy cũng không chịu nghe ta. Con cũng thấy bất bình cho ông nữa. Nhưng mà cậu biết không, con chỉ là thằng ở thôi. Dù con có giải thích tới cỡ nào thì cũng có ai chịu lắng nghe con đâu. Điều ta lo nhất bây giờ là sẽ có một ngày bà ấy sẽ hãm hại phụ thân của ta. Nhưng ta sẽ không để bà ấy muốn làm gì thì làm đâu. Cậu có cách hả? Ta sẽ tìm cách đuổi bà ấy ra khỏi nhà. Bà ta quỷ quyệt như vậy, con e là người bị đuổi ra khỏi nhà là cậu á, chứ không phải là bà ta đâu. Trời đất ơi. Mấy nương, mấy nương, sao rồi, sao rồi? Lão ta về rồi. Vậy thì nàng hãy mau tìm cách đưa lão ta về chầu Diêm Vương đi, để chúng ta còn tự do mà đến với nhau được chứ. Này, ta cũng đang chờ thời cơ nè. Nhưng mà bây giờ ta phải tìm cách giải quyết thằng con của ổng trước cái đã. Chuyện này thì có gì khó. Chàng có cách hả? Hay đó. Để coi lần này hắn ta làm sao thoát được. Thôi, ta về trước đây. Nàng à, nàng, nàng thấy trong người sao rồi hả? Thiếp cũng còn mệt lắm chàng ơi. Thôi vậy nàng nằm nghỉ nha. Ta sẽ đi lấy thuốc cho nàng uống. Thiên Từ, Thiên Từ. Cái mẫu gọi tôi có chuyện gì? Cậu có thể giúp ta, đỡ ta dậy cho ta uống miếng thuốc được không? Mày dám làm nhục kế mẫu của mày như vậy hả? Phụ thân, người hiểu nhầm rồi. Thật ra cấm miệng, chính mắt tao thấy. Mày cũng dám xấu ngôn nữa hả mày? Mình hả? Ơi, Tiếp còn mặt mũi nào để nhìn mình nữa? Tiếp khổ thôi, quá rồi. Mình thôi ơi, được rồi. Có ta mà thân là thâm đâu mà. Mày kế hãm hại tôi mà bây giờ còn kêu oan nữa hả? Mình nghe chưa? Người ta làm nhục Tiếp mà bây giờ người ta còn nói vậy. Tiếp không sống nữa mà. Trời, nàng ơi, bình tĩnh đi nàng. Bình tĩnh lại đi. Đừng có như vậy mà. Nghe ta nói, bình tĩnh lại nghe ta nói mà. Còn có ta ở đây mà. Tiếp khổ quá mình ơi. Trời ơi. Thôi được rồi. Mình ơi. Hả? Nếu như nhà này có cậu ta thì sẽ không có Thiếp. Và ngược lại, có cậu ta ở đây thì Thiếp sẽ ra đi. Thiếp không thể nào sống trong ngôi nhà mà có người rấp tâm muốn làm nhục Thiếp như vậy. Nè, bà đúng là một con rắn độc. Mày im đi. Mày đã phạm sai lầm mà còn dám hỗn láo với kế mẫu của mày nữa hả? Phụ thân, người tin bà ta, sớm muộn gì cũng có một ngày người bị bà ta hãm hại thôi. Cấm miệng. Thật không ngờ một cái thằng nghịch tử mà dám mở miệng nói những cái câu như vậy. Đây là nhà của tao, không thể nào chứa những cái thằng mà nghịch tử như vậy ra khỏi nhà. Đi.
Phụ thân! Phụ thân gì bà ta mà người đuổi con ra khỏi nhà hả? Mày đã làm bậy, bây giờ còn muốn quan trách nữa hả? Lỗi là do mày hết. Được, bây giờ nếu phụ thân đuổi con thì con sẽ đi. Con đi cho người vừa lòng. Cậu chủ, cậu đừng đi mà cậu chủ. Ông chủ, con xin ông đừng đuổi cậu chủ đi mà. Cậu làm vậy á là vì thương ông thôi. Im! Ngươi là kẻ ăn người ở, mà tại sao dám xen vào chuyện của nhà chủ hả? Ngươi có tin là ta đuổi cả ngươi luôn không? Mình thiếp khổ quá mình ơi. Thôi, thôi được rồi, cút hết đi. Con chỉ nói những điều con suy nghĩ thôi. Nếu ông chủ có đuổi con thì con cũng chịu nữa. Mấy con, cậu chủ không được nói hỗn với bà chủ. Nhớ, không có ta ở đây thì hãy chăm sóc cho ông chủ đàng hoàng. Nhớ kỹ lời ta dặn. Cậu chủ, cậu chủ! Mình... Nàng, nàng, nàng ơi, nàng, nàng ơi, nàng ơi, nàng ơi. Mang cái này về pha vào nước rồi đưa cho lão già đó uống. Đây là cái gì? Thuốc độc. Loại này cực kỳ độc. Uống một ngụm thôi, mở mắt ra là gặp luôn Diêm Vương. Ta chờ tin vui từ nàng. Dạ, xin lỗi bà, con không cố ý à. Dạ, con xin lỗi bà. Mày làm cái gì vậy bấy cò? Dạ. Cái thằng này ướt cái đồ tao rồi nè. Dạ, con không cố ý à. Trời ơi, đi lấy đồ ra lau nè. Dạ, dạ, dạ. Đi ra ngoài sau lấy đồ. Dạ. Trời ơi, ướt cái đồ rồi. Sao rồi, lão ta uống chưa? Uống rồi. Hay quá, vậy là kỳ này gia sản này là của mình rồi. Lão ta chết chắc. Đi, đi vô. Hey, không khí cũng tự nhiên cảm thấy thoải mái hơn. Vậy là từ giờ cái gia sản này nó sẽ là của chúng ta. Mời chàng dùng trà. Sao ta đau bụng quá, đau quá.
vậy? Chàng sao vậy? Túc Sinh! Túc Sinh! Túc Sinh ơi! Chàng bị sao vậy Túc Sinh? Túc Sinh! Túc Sinh! Túc Sinh ơi! Trả mạng cho ta! Trả mạng cho ta! Ai? Là ai đó? Trả mạng cho ta! Thiên tử! Phải! Là ta! Bà hãy trả mạng cho ta! Ta đâu có giết người! Nhưng chính bà! Bà đã lập kế để hãm hại ta, khiến ta bị phụ thân ta đuổi ra khỏi nhà. Vì quá đau buồn, ta đành tự tử. Nay ta về đây để đòi mạng bà. Thiên tử ơi, ta lại ngươi, ta lại ngươi thiên tử ơi. Tất cả âm mưu là do ta Thúc Sinh này. Chính hắn ta đã bày mưu để giết ngươi. Ta không có giết ngươi. Ta lại ngươi, làm ơn tha cho ta đi thiên tử ơi. Sau khi đuổi ta đi, bà cùng nhân tình của bà bày kế bỏ thuốc độc giết phụ thân ta. Tội ác của bà không thể tha được. Hãy trả mạng cho ta và phụ thân ta đi. Không, hãy trả mạng lại đây. Tha cho ta đi thiên tử ơi. Ta lại ngươi, làm ơn tha cho ta đi. Ta lại ngươi, tha cho ta đi. Trời ơi, Ta lại ông, ta không có giết ông. Chính hắn, hắn muốn ra tay giết ông. Ta chưa có chết. Tất cả mọi chuyện đều là do ngươi lập ra, có phải không? Thật không ngờ ngươi là một con đàn bà độc ác. Ta, ông ơi, người đâu? Ông ơi, dạ. Ta cho tôi. Dạ ra. Ta lại ông. Ông ơi, tôi không có giết. Thôi, tôi không có. Dạ. Em dám con đàn bà này lại. Tất cả là do ngày mai đưa lên quan xét xử. Ông ơi, tha cho tôi. Ông ơi, tha cho tôi. Ông ơi, tha cho tôi. Ông ơi. Trời ơi, nếu không nhờ thằng bảy cò lanh trí thì ta sẽ là người nằm đây rồi. Trời ơi, thiên tử ơi, lỗi phụ thân. Phụ thân không chịu tin con, lại tin cái người đàn bà nói ngon nói ngọt đó. Bây giờ ta đã hại con rồi. Ta không thể nào, không còn mặt mũi nào để sống trên cõi đời này nữa. Thiên tử, hãy đợi ta. Thiên tử, hãy phụ đợi thân. Ta. Phụ thân, con xin người, người đừng làm như vậy mà. Thiên tử. Dạ, là con đây. Thiên tử. Phụ thân. Con còn sống hả thiên tử? Dạ. Con còn sống hả thiên tử? Đội ơn trời Phật, đội ơn trời Phật. Con ơi, hãy tha lỗi cho ta. Tha lỗi cho ta nha con. Phụ thân, con nào dám trách phụ thân. Con chỉ sợ là kế mẫu hãm hại phụ thân mà con không cứu người kịp thôi. Thôi được rồi, con ơi. Phụ thân, con ơi là con. Thiệt ra con với cậu chủ á, bài mưu lập kế này ra để giặt mặt bà ta thôi, chứ cậu chủ còn sống. Như vậy là cuối cùng cả nhà ta đều bình an vô sự rồi. Phụ vậy thân. Là cả nhà ta đều vui vẻ như trước rồi. Vui quá, vui quá. Ah!
Dạ, nhờ phúc đức của ông mà trong suốt 3 năm nay, năm nào á mùa màng cũng bội thu hết luôn. Ngay cả tá điền mà cũng được hưởng lợi nữa. Ta nói phúc khí của ông á, nó đúng là cao ngất cả trời mây luôn á. Mày á, dạ, không giỏi gì hết trơn, giỏi có cái khéo miệng hà. Dạ. Chà, dạ, biết cách nói chuyện đó con. Bởi ta nói đầy tớ thì nó hay khua chiên quánh trống để lấy lòng gia chủ, mà gặp trúng mấy ông chủ ưa nịnh á thì rước quả vào thân hồi nào không hay. Nè 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 nè, cái ông già pháp sư kia, mắc cái giống gì mà ông xía vô chuyện chủ tớ của tụi tôi vậy? Nè nè nè, đừng có tưởng già cả, lớn tuổi mới có biết có chút xíu xìu xiu đạo hạnh thôi, muốn lên mặt dạy đời cái thằng này à nghe. Nè nè nè, mày nói ai lớn tuổi? Dạ. Mày nói tao hả? Dạ không, con nói pháp sư. Trong này tao lớn nhất á. Dạ. Để ông nói. Dạ. Nè, ông muốn gia đạo bình yên á thì phải lo tích đức nghe không? Chứ tôi thấy cái ngũ quan của ông á, sao mà nó tối quá trời tối. Cái mặt ông nó tối như cái áo ông đang mặc luôn. Hả? Ông nói sao vậy hả? Cái màu của người ta sáng trưng như vậy mà ông nói tối là sao? Thế mày, màu đen mà sáng. Dạ sáng chứ. Trời, ông mặc cái nào cũng sáng hết á. Đúng là thầy bối ra ma, quét nhà ra rác. Già mà còn tỏ ra nguy hiểm. Mày nói ai già? Dạ. Mày nói ai nguy hiểm? Dạ. Để ông nói. Sao thầy nói vậy? Chẳng lẽ thầy biết trước cái chuyện tương lai của tôi? Ta nói điều này ra ông có thể tin hoặc không tin. Sắp tới á, gia đạo của ông á gặp nhiều sóng gió, nguy hiểm khôn lường. Nguy hiểm cái gì mà nguy hiểm? Nữa hả? Trời ơi, nhà người ta đang yên bình, tự nhiên lại nói nhà người ta gặp sóng gió nguy hiểm là sao? Ta cắt lưỡi mày quá. Dạ. Ông đập nó đây. Ngu ha. Mà nguy hiểm, nguy hiểm là nguy hiểm sao? Muốn biết rõ đúng không? Ừ. Về nhà mà hỏi nương tử của ông sẽ biết. Thôi, ta đi đây. Thôi, ta đi đây. Sao câu này gây quen á? Hả? Không lẽ ông là ông tiên? Trời ơi, ông tiên gì mà ác dữ vậy ông? Ừ? Không có đâu, mà ông ác lắm. Mày mới ác á. Mở miệng ra là tao muốn giả không à? Là nó vậy? Nó về, nó giết tôi. Trời ơi, mày làm gì vậy? Hả? Gì vậy? Nó nào? Trời ơi, bà làm cái gì vậy hả? Bà tỉnh táo lại coi. Bà tỉnh táo lại. Bà nhìn bà đi, mặt mũi tóc tai không ra thể thống gì hết. Tao lại mày, tao lại mày. Mày thả cho tao đi. Tao tao không có làm gì hết á. Mày thả cho tao đi. Mày thả cho tao đi. Tỉnh lại. Trời ơi, nè. Bà cả. Cả cái gì? Mày chạy đi mời thầy Lang dậy lẹ lên. Dạ. Ê, mày đi đâu vậy? Con đi mời thầy Lang. Thầy Lang hả? Hướng này, ông cứu đội. Dạ. Ê, không phải, hướng này. Ê, nè, ê, hướng này. Hướng nào? Mày vô đó mày nghỉ ngơi hả? Hướng này phải không? Hướng đây. Con đi liền. Trời ơi, sao nó ngu hơn tôi vậy trời? Sen. Dạ. Sen. Dạ. Mày, dạ. Mày dìu bà cả vô phòng. Lẹ lên. Bà đã xỉu nữa rồi hả ông? Bà ơi. Gì? Dạ. Lại xỉu nữa? Vậy đây không phải là lần đầu à? Dạ đúng rồi ông. Dăm ba bữa nay á, bà như bị ma bắt hồn vậy đó. Suốt ngày bà cười như điên dại. Lúc thì bà méo máu, Xin ai đó đừng tới gần. Lúc thì bà cứ lẩm bẩm một mình. Mày. Mày đã chết rồi. Chính tao đã thiêu xác mày. Tại sao mày có thể về đây hù dọa tao được? Hay là mày muốn tao thiêu rụi mày lần nữa hả? Mày trời ơi, mày điên hả? Hả, có thần kinh? Dạ con xin lỗi ông. Tại con muốn tả lại cái cảnh của bà lúc đó. Mày tả lại thì mày nói trước là mày tả lại cho người ta đỡ sợ.
Nhưng mà đáng sợ thiệt mà ông. Mày mới đáng sợ á, mày mới ghê hơn bà đó ha. Dạ. Bà quỷ ma trà trộn, bà bị nhiều lần rồi, tại sao trong nhà này không đứa nào báo cho ông biết? Dạ. Tao nói tụi mày để làm gì hả? Dạ tại lúc mà bà tỉnh á, con có nói với bà, nhưng bà cứ nói là con nói xạo. Bà cấm tiệt con á, là không được nói cho ai biết, mà đặc biệt là con không được nói với ông. Cho nên... Rồi mày im luôn, đúng không? Mày có lãnh lương không? Sao mày không chịu nói? Đồ vô dụng. Đưa bà vào phòng đi, đợi thầy Lan tới rồi tính. Dạ, dạ, dạ. Đứa nổi không? Đây. Trời ơi, nó ăn là nhiều nhất nhà này luôn đó. Mà nó dìu bà không nổi vậy? Mày ráng mày dìu bà chứ không thôi bà té mày chết luôn á. Dạ. Trời ơi. Ta nói điều này ra ông có thể tin hoặc không tin. Sắp tới gia đạo của ông sẽ gặp nhiều sóng gió nguy hiểm khôn lường. Nguy hiểm là nguy hiểm sao? Muốn biết rõ đúng không? Về nhà hỏi nương tử của ông sẽ biết. Nhìn lại bà đi. Người không ra người, ma không ra ma. Tóc tai thì lụm thụm, mặt mày thì sơ xác. Mau lấy cái gương chạy lại tóc đi. Không 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 không. Đừng đừng. Không đừng. Cái gì mà không đừng. Không đừng, có đừng, cái gương đừng. Sao bà chải đầu được? Nè. Tôi không cần, tôi không cần, tôi không cần. Bà này lạ thiệt. Bình thường bà rất thích nhìn vào gương để trau chuốt, trang điểm cho sắc đẹp của mình. Ngày hôm nay bà lại sợ nó làm sao? Tôi bà, tôi không thích. Bà sợ nhìn thấy hình ảnh của bà ở trong, hay là nhìn thấy những gì ghê rợn nhất ở trong? Tôi không có sợ gì hết á. Chỉ là tôi không muốn soi gương nữa thôi. Tôi đã không còn muốn làm đẹp kể từ cái ngày ông đem bà hai về cái nhà này rồi. Ông Phú, ông nhớ lại đi, đã bao lâu rồi ông không bước chân vào cái phòng này. Trang điểm để mà làm gì? Làm đẹp để làm gì? Đâu có ai ngắm nữa đâu. Bây giờ bà đổ thừa cho tôi à? Chứ không phải bà đã làm những chuyện trái với lương tâm của mình nên bà sợ, có đúng không? Hồi nào? Những hành động của bà mấy ngày nay rất là quái dị. Tôi đã biết hết tất cả. Con Sen hay thằng Nô? Đứa nào dám bịa đặt với ông? Tụi nó biết rõ là do thời tiết thay đổi nên sức khỏe tôi không tốt. Vậy mà nó dám nói với ông là tôi bị loạn trí. Không có đứa nào tâu hết. Sức khỏe của bà rất bình thường. Chẳng qua bà sợ. Bà đã làm gì? Bà đã làm gì? Một mình bà biết thôi. Bà nên nhớ luật nhân quả, không chừa một ai. Ông, Út à, Út à, Út à. Dạ.
Con ngủ ngoan nha con. Ngủ ngoan nha. Dạ con chào ông. Bà hai cũng bay sao rồi? Dạ. Có đỡ chút nào không? Do là dạo này bà hai uống thuốc của thầy tốt, cho nên là tình hình cũng đỡ hơn nhiều rồi. Thời gian bà tỉnh táo cũng được mấy khắc một ngày. Nhưng mà có điều, cho dù bà tỉnh táo, nhưng mà nhìn thấy đồ của trẻ con á, thì bà như bị quá điên vậy đó ông. Trời ơi, vậy tại sao mày không dẹp đi? Mày còn bày ra làm cái gì? Bà thấy những bộ đồ này nè, bà bị kích động, hiểu chưa? Dạ không có ông ơi. Con không hiểu sao mà đồ còn sót lại trong phòng bà cả á. Chính bà cả kêu con Sen đem qua trả lại cho bà hai, nên bà hai mới nhìn thấy đồ của trẻ con, nên bà mới như vậy. Chuyện gì không? Dạ không ạ. Cô đừng ngại. Mình gặp nhau như vậy là có duyên đó. Cô tên gì vậy? Cẩn thận. Cẩn thận. Cô có sao không vậy? Dạ tôi không sao. Đa tạ ông. Tôi tên Mai Thủy. Tôi xin phép ông tôi về. À, Mai Thủy. Dạ. Nhìn cô lạ lắm. Hình như cô không phải là người của làng này. À, dạ. Tôi là người ở làng bên. Thiệt ra hôm nay có chút việc riêng nên tôi mới qua đây. Ai ngờ gặp ông ở đây. Tôi là Vĩnh Phú. Lần sau cô có đến làng này, tôi mời cô về nhà tôi ăn miếng bánh, uống miếng nước trà, ha? Dạ, trời cũng đã về chiều rồi. Tôi xin phép ông, tôi về. Hẹn gặp lại ông. Cô ơi, cô gì ơi? Có sao không? Trời ơi. Mai Thủy. Ngủ ngoan nha con. Mai Thủy. Mình có nhận ra tôi không? Mình có nhận ra tôi không? Thôi nè. Mẫu thân thương, thương lắm. Mẫu thân sẽ đánh người nào làm cho con mất giấc ngủ nha. Ngủ ngoan nha con ơi. Ngủ đi con. Ngủ ngoan nha. Mẫu thân thương con nhất đó. Dạ. Con. Dạ. Ngoan. Ở lại đây, chăm sóc kỹ lưỡng cho bà hai. Nếu có chuyện gì bất thường, chạy báo cho ông liền, nghe chưa? Dạ. Dạ con biết rồi ông. Dạ. Ngủ ngoan nha con. Tao có nói gì mày đâu mà mày giả. Dạ. Nè. Dạ. Tuyệt đối không được để bà cả đến gần bà hai, nghe chưa? Ông ơi, làm sao mà con dám ngăn cản bà cả hả ông? Con không dám đâu ông ơi. Dạ. Thằng này. Dạ. Mày ở lại đây phụ với nó, canh chừng, không cho bà cả đến gần bà hai. Nếu ngăn không được á, mày chạy về kêu tao liền, biết chưa? Sao mày không giả? Dạ hồi nãy ông đâu có cho con giả đâu. Trời ơi, hồi nãy có gì đâu mà giả. Còn giận có gì nè, sao không chịu giả? Dạ. Ủa ông, vậy là con tối nay ngủ ở đây luôn hả? Không, mày ngủ bên phòng tao đó. Dạ. Tao nhường cho. Dạ thôi, để con ngủ đây. Mệt mỏi, canh chừng cẩn thận đó. Dạ. Dạ ông đi.
Tại sao mọi chuyện bất hạnh đều giáng xuống cái nhà này như vậy? Mình đâu làm gì ác mà phải liên tục gặp đủ thứ chuyện rắc rối khó xử như bây giờ. Ủa, bà ổn chưa? Bà định đi đâu vậy? Tôi có bị gì đâu mà không ổn. Ủa, mà chứ không phải chính ông nói thầy số phán tôi là tôi vẫn mạnh khỏe bình thường sao? Nhưng mà tôi đi lên chùa cầu an cho ông với cái gia đình này. Bà lên chùa? Hồi đó vợ bà đâu có ưa chùa chiền đâu. Cái cốt của bà là ả đào, nhưng mà bà không bao giờ đi hát từ thiện ở trong chùa. Bà nói với tôi là bà sợ tiếng chuông, tiếng mõ, vô đó nó gõ cốc 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 bà nhức đầu. Thì bây giờ ông nhìn đó, cái gia đình này nè, chuyện nó rối như tơ giò, đủ thứ chuyện xui rủi xảy ra. Thân là bà cả của cái nhà này, tôi cũng phải thay ông gánh một phần trách nhiệm. Nhưng mà sao ông cứ bắt bẻ tôi hoài vậy? Thôi được rồi. Coi như tôi hiểu lầm bà, được chưa? Thôi có đi thì đi sớm đi, rồi về sớm, kẻo tắt nắng đó. Sen. Dạ. Theo sát bà mày nghe chưa? Dạ. Mở mắt to ra, bám theo bà. Dạ, con biết rồi ông. Bà đi từ năm ngoái rồi kìa bà. Dạ dạ. Vậy bà hôn bám sát quỷ mà. Ủa, bà cả ơi, hình như mình đi sai hướng rồi. Hướng này mới là hướng lên chùa mà bà. Tao muốn đi chỗ này trước, sau đó mới lên chùa. Mày cứ việc đi theo tao thôi. Dạ. Về đi, tôi không giúp được gì cho bà đâu. Ngài Pháp Sư, tôi chưa nói gì mà ngài đã từ chối tôi rồi. Vậy chẳng phải những lời đồn đại về tài đức của ngài Pháp Sư đây đều là dối trá hết sao? Tôi từ chối là tôi biết thế nào bà cũng nói dối. Bà sẽ tạo nên một câu chuyện hoang đường để nhờ tôi bắt cái vong đang theo bà, đúng không? Nè, ngài đừng có suy bụng ta ra bụng người. Đúng là tôi đang bị vong theo nên tôi mới tìm đến đây nhờ ngài giúp đỡ. Nhưng mà nếu ngài không có tài để giúp tôi, xin ngài đừng có nghĩ sai về tôi như vậy. Tôi chỉ giúp cho những người có thành tâm, thành tâm hối lỗi đến đây nhờ sự giúp đỡ. Bà đã làm gì khiến cái vong nhi bám theo bà mãi không dứt? Bà mới là người hiểu rõ nhất. Nơi đây có thần thánh ngự trị, bà tưởng bà muốn nói rồng là nói phụng là nói hay sao? Nói thiệt đi, nói thiệt đi, nói. Dạ, con xin con xin thần thánh, con xin các ngài ở đây tha cho con xin kể hết toàn bộ sự thật, không dối nửa lời. Cái dòng nhi bám theo bà mãi không dứt, bà mới là người hiểu rõ nhất. Nơi đây có thần thánh ngự trị, bà tưởng bà muốn nói rồng là nói phụng là nói hay sao? Nói thiệt đi, nói thiệt đi, nói. Dạ, con xin. Con xin thần thánh, con xin các ngài ở đây tha cho con. Con xin kể hết toàn bộ sự thật, không dối nửa lời.
Bà. Dạ. Đây là Mai Thủy. Từ đây về sau, Mai Thủy sẽ là bà hai ở trong nhà này. Tôi hy vọng là hai chị em sẽ yêu thương nhau, sống hòa thuận và gánh vác cái gia đình này. Ngồi đi em. Dạ. Đây là chị cả đó. Dạ, mụ chào tỷ. Ở với ông mấy chục năm nay, tôi không sinh cho ông được mụn con nào. Tôi cũng từng nghĩ để ông cưới thêm bà hai để nối dõi tông đường. Nay ông đem bà hai về rồi, tôi vui mừng còn không hết nữa. Tôi sẽ đối xử thật tốt với bà ấy, ông yên tâm. Muội đa tạ tỷ đã thương mà cho muội bước chân vào nhà này. Muội còn nhỏ dại, muội có lỡ làm gì không phải, mong tỷ tha thứ mà chỉ bảo thêm cho muội nha. Tôi chỉ xin mình đối đãi với chúng tôi thật công bằng để gia đạo an vui hạnh phúc. Tôi chỉ xin mình một điều đó thôi, nghe mình. Ông hay lắm ông Phú. Chuyện hiếm muộn đâu phải chỉ riêng một mình tôi. Nay ông nhẫn tâm lập thiếp. Hay là do tôi đã không còn được nét thanh xuân mà nhiều người say đắm trước nay, nên ông chán chê ruồng bỏ tôi. Nếu như mà ông đã cạn tình thì tôi cũng sẽ cạn nghĩa. Ông đừng mong có một ngày nào hạnh phúc khi mà đem con nhỏ nhà quê đó về đây. Những gì của tôi sẽ mãi là của tôi, không ai được phép cướp mất. Bà. No, nụ. Dạ. 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 Đây. Đây, em hai mua cho bà nè. Bà coi coi có đẹp không? Đẹp. Nè, đây. Còn cái này thì anh nghĩ là em mặc đẹp. Cái màu này tối, em mà không có đẹp. Nè. Đây, bà coi coi có đẹp không? Dạ tỷ. Đa tạ ông. Đây nữa nè. Này đẹp. Để đó cho anh. Anh đeo cho. Ui, đẹp quá. Đẹp. Nè, này nữa. Ồ, đẹp quá. Dạ, nụ, bà đang làm gì đó? Dạ, con đang chưng yến cho bà hai ạ. Hồi nãy đi chợ, ta có để quên một túi tiền. Hình như là ở hàng giải của bà Năm á. Bây coi chạy qua đó lấy về cho ta đi. Dạ, vậy để con chạy ù ra tìm túi bạc về cho bà nghe. Nhưng mà bà ở đây canh chén yến giùm con nghe. Để đó ta canh cho. Ông kêu con chưng cho bà hai tẩm bổ á bà. Đi nhanh đi. Dạ. Thank you.
thoải mái quá. Dạ thưa bà, đây là yến của bà đây. Được rồi, cứ để đó dạ. đi. Thiếp mời ông. Đây là để dưỡng thai. Mình dùng đi. Dạo này thiếp thấy ông cũng vất vả nhiều rồi. Ông dùng đi. Rồi thiếp sẽ kêu nụ làm một chén khác. Nhưng mà cái này là của mình. Không sao đâu, ông dùng đi. Thôi được rồi. Nụ à, làm cho bà hai một chén mới nha con. Phải ngon hơn đó. Dạ. Ông. Cái gì vậy? Có con gián. Gián đâu? Gián đâu? Dạ thưa ông, yến con làm không có gián đâu ông. Ông tin con đi, không có gián đâu mà ông ơi. Dạ. Còn có này... gián đâu mà bà la có gián. Tao nói có là có. Nhanh lên, nấu lại cho ông với bà hai chén khác. Dạ. Dạ. Sao vậy? Là nghe, tôi nhớ là hồi đó giờ bà đâu có sợ con gián. Mỗi ngày bà được bà đập mấy chục con, nay làm gì sợ gián? Thì tại đập nhiều quá nên bây giờ nhìn con gì tôi cũng sợ đó. Mà áo ướt hết rồi, để tôi vô lấy cho ông cái áo khác. Dạ mời. Dạ. Dạ. Xin chúc mừng ông, bà đã có thai. Hả? Vậy hả thầy? Dạ. Dạ từ bây giờ bà nên tịnh dưỡng, không nên làm việc nặng và đi đứng nhiều. Mỗi ngày nên uống 3 thang thuốc bổ dưỡng thai mà tôi kê, bảo đảm mẹ tròn con vuông. Dạ. Thai rồi. Cảm ơn thầy nhiều lắm. Dạ. Dạ. À mình ơi, vậy là bây giờ nhà mình có người nói giỏi tông đường rồi. Không uổng công tôi cầu xin trời Phật bao đêm. Bà hai nhớ nghe lời thiệt tốt, cố gắng mà tịnh dưỡng. Có chuyện gì cứ nói với tỷ, tỷ sẽ cố gắng giúp đỡ muội nha. No, đưa thầy Lan về. Dạ chào thầy, cảm ơn thầy. Dạ. Dạ, mời. Dạ. Con này đúng là tốt số. Vừa mới về nhà là đã có mang rồi. Mình ở với ông Phú mấy chục năm nay mà chưa thấy gì. Nếu như mà nó sinh quý tử cho ông Phú thì mình sẽ mất tất cả. Tình yêu, địa vị. Không được. Không thể để chuyện đó xảy ra được. Sen. Sen. Dạ.
Dạ, bà cho gọi con. Im. Dạ, dạ, dạ. Dạ. Muội chào tỷ. Chào muội. Chị có kêu con Sen làm chén chè tìm sâm để cho muội tẩm bổ. Muội ăn đi cho nóng. Dạ. Muội đa tạ tỷ tỷ đã thương và lo cho muội. Muội đang dở tay thêu áo cho con. Một chút làm xong muội sẽ ăn liền nha. Làm gì thì làm, ăn nhanh nhanh đi, để chè nguội nó không có ngon, cũng không có bổ dưỡng nữa đâu. À, bây giờ tỷ với con Sen đi ra chợ kiếm vài khúc vải về để muội may đồ cho thằng cu tí nha. Dạ. Muội đa tạ và biết ơn tỷ tỷ nhiều lắm. Sau này nhất định muội sẽ dạy con muội phải biết yêu thương và phụng dưỡng tỷ như là mẫu thân của nó vậy. Dạ. Bà sao vậy bà? Bà thấy không khỏe hả bà? Nụ à, ngồi đây ta biểu. Chén chè này là của tỷ tỷ đem cho ta lúc sớm, nhưng ta không hiểu sao cứ mỗi lần đưa vào miệng là bụng của ta lại thấy khó chịu và muốn ói quá. Dạ. Cho nên là nụ, muội ăn giùm ta đi. Thôi con không dám đâu bà. Cái này là yến quý của bà cả mà, con không dám ăn đâu. Không sao đâu, dù sao ta cũng sẽ tạ lỗi với tỷ tỷ sau nha. Muội cứ yên tâm, ăn đi cho nóng. Ăn đi. Vậy con ăn nha bà. Thôi ăn đi, cứ yên tâm. Con cảm ơn bà. Ăn từ từ thôi. Con này cao số thiệt, tao không tin năm lần bảy lượt mày đều dễ dàng thoát như vậy được. Nè. Dạ. Sen đó hả con? Dạ, ông vừa mới về và mua rất là nhiều đồ. Ông nói con vô đây kêu bà hai ra ngoài. Bà hai chuẩn bị nha, con ra trước nha bà hai. Con ra trước đi. Dạ. Ra cái trò này, ai dám đổ dầu trước cửa phòng bà hai
quay đầu gì hả? Mày dạ 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 là mày con là mày con có là mày dạ không là mày ơi là mày đứa đứa nào là mày phải không? Không có, không có mày hả? Hả? Con không biết, con không biết đâu ông ơi. Thôi mà ông, chuyện cũng đã rồi, hơn nữa thiếp và ông cũng có làm sao đâu. Hay là cho qua chuyện này đi nghe. Chắc ai đó sơ ý làm đổ dầu ra thôi, chứ làm gì có ai có ý đồ xấu gì đâu. Dạ, dạ. Nhưng mà thôi mà ông ơi, nể tình bà Hai Sinh, tao bỏ dạ qua lần này, nhưng mà còn tái phạm tao sẽ lấy gia quy ra trừng trị từng đứa một. Dạ dạ dạ. Bất kể đó là ai. Dạ. Nghe chưa? Dạ 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 dạ. Con tạ ơn ông. Con tạ ơn bà. Con đội ơn bà. Rồi đứng đây làm gì? Tại sao đi bận? Có lãnh lương không? Là lãnh. Quỷ mà. Nè, em cẩn thận nha. Vào trong nghỉ đi em. Đi. Trời ơi, cẩn thận đó. Ơi, nó giống mình quá. Thương thương. Nè bà cả, qua coi nè. Nó thấy ghét lắm. Qua đây. Ừ, nó thấy ghét lắm. Công nhận bà Hai có phước thiệt á bà. Vừa mới về mà được ông thương, còn sinh được cậu con trai quý tử nữa. Trong nhà bây giờ bà Hai đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất trong lòng của ông nữa. Tao thề, tao thề là không cho hai đứa nó sống yên một ngày nào hết. Vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Con nằm yên ở đây nghe. Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Con làm sao vậy nè ông ơi? Mặt mũi tiếng tái hết rồi, thì không biết bị làm sao nữa. Tại sao vậy? Dạ dạ dạ. Ông coi giúp tiếp đi. Trời ơi, sao vậy nè? Con ơi, ông ơi, con thiếp bị làm sao vậy? Tới rồi, để tôi coi coi. Con bị làm sao vậy con? Ông ơi, thầy ơi, con tôi bị làm sao? Thầy ơi, con tôi bị làm sao? Con tôi làm sao? Con ơi, con ơi, con ơi, con trai của mẹ lại đây, con trai của mẹ, con
không? Không phải con. Không phải con tôi. Không phải con tôi. Không phải con tôi. Tôi bị bệnh gì vậy thầy? Tôi xin phép bà, tôi nói thẳng. Bà mắc bệnh lạ. Tôi bất tài không trị được. Xin phép bà, bà mời thầy lang khác ạ. Tất cả những thầy lang đến đây đều nói như ông, không ai tìm ra bệnh của tôi. Các người đúng là đồ lang băm. Biến đi. Biến. À dạ. Bệnh của bà chính là bệnh nghiệp. Bà đã gây nhiều nghiệp ác cho nên bây giờ bà phải nhận quả báo. Ngài ơi, nếu ngài biết bệnh của con rồi, chắc là ngài phải có cách chữa cho con đúng không ngài? Con xin ngài giúp con, bao nhiêu ngân lượng con cũng dâng cho ngài hết. Chuyện này không phải có ngân lượng là giúp được. Bà hãy nhìn coi. Đây, đây chính là nguyên nhân mà bà bị đau lưng, nhức đầu. Hãy nhìn cho kỹ đi. Mày tránh ra, mày tránh ra. Mày tránh ra. Mày tránh ra. Mày không tránh ra thì mày đừng trách tao. Bà ơi. Ra đây cho mát một chút. Đã đẹp không hả? Bên kia. Dễ chịu không? Rất là đẹp. Dạ. Ra ngoài này gió mát, thoải mái ha. Anh thấy hạnh phúc quá. Dạ. Dạ thấy biết rồi ông. Hôm nay một lão gia tôi mở cuộc thi kéo lễ, rất may là có hai vị công tử ở đây, vị nào cũng rất xứng đáng làm đông sàng khoái tế của lão phu hết á. Nhưng rất tiếc á, là một gia tôi chỉ có mỗi con gái là Ngọc Cung thôi. Bằng không á, ta sẽ cùng với hai vị để hai nhà kết nghĩa thông gia. Tỷ thấy cái chuyện thắng thua rất là thường tình. Hy mong Quỳnh Quân ở đây cho dù có thua cũng đừng có hờn quán. Không dám. Dạ. Tôi chỉ mong quý tử của tôi được vào trung khảo là tôi mừng rồi. Dạ. Quý tử của ta giỏi lắm. Phụ thân, ta không chấp nhận. Chỉ vì ta sơ suất nên mới thua ngươi thôi. Phan công tử đã nhường ta rồi. Ta muốn đấu lại. Thôi, ta đã thấy được kết quả rồi. Xin đa tạ Phan lão gia và Phan công tử đã đến tẩy xá lần này. Nếu đã có kết quả chung cuộc rồi thì Phan mẫu cũng không dám làm phiền hai vị ở đây tính chuyện hôn nhân.
Phan Mộ xin cáo từ. Nhưng mà phụ thân. Cáo từ. Phụ thân. Cầm miệng. Đi về. Thưa một lão gia, tôi nghĩ bây giờ ta nên tính đến chuyện hôn nhân của hai đứa trẻ rồi. Dạ chuyện đó thì Quỳnh lão huynh cứ làm chủ đi à. Đa tạ. Dạ đa tạ. Tôi xin kiêu tự. Dạ. Cha về trước nghe. Dạ. Vinh Lan nè. Dạ. Hôm nay Quỳnh công tử chiến thắng, ta cảm thấy thật là may mắn. Rủi như tin báo đó chiến thắng thì đời của ta coi như xong luôn. Nhưng mà rõ ràng là Quỳnh công tử có thể chiến thắng ngay từ đầu mà, sao chàng ấy cứ phải nhường tới nhường lui như vậy? Có khi nào chàng ấy không thích ta không? Không hề. Ta thích nè. Chàng Vinh Lan. Hai người nói chuyện đi, muội vào trong trước nha. Chàng chưa về hả? Nhạc gia và phụ thân của ta đã tính xong chuyện hôn lễ của tụi mình. Ta và nàng sẽ định thân trước. Sau khi mà ta đổ trạng về, ta sẽ nghênh hôn nàng. Ta tặng nàng đợi chàng. Kiếp này ta đợi chàng, kiếp sau ta cũng sẽ đợi chàng. Rõ ràng là con chưa thua. Rõ ràng là một Hạnh Nguyên liếc mắt đưa tình với con. Rõ ràng là nàng ta có tình ý với con. Tên họ Quỳnh kia mới thừa cơ đắc thắng. Cầm miệng. Thắng là thắng, thua là thua. Ở đó mà ai có tình ý với ai? Ngươi nghĩ những lời nói của ngươi nói ra người ta tin à? Chà, con không chịu đâu. Con muốn cưới nàng. Vô dụng. Bản thân mày vô dụng bây giờ mà trách ai? Mày có giỏi ha, làm sao cho thằng Quỳnh Long nó biến mất kìa, thì lúc đó may ra Hạnh Nguyên mới liếc ngươi vài cái, nghe rõ chưa? Vô dụng. Làm cho hắn biến mất thôi mà. Dễ mà. Ất. Thằng Ất đâu? Dạ cậu gọi con. Ta có việc cho ngươi làm. Việc gì cậu? Sao kêu la thất thanh vậy? Muội à, muội đi hỏi tin tức của Quỳnh công tử giùm ta được không? Ủa, Tiểu Thơ và ngày ấy vừa chia ta hồi chiều mà. Chưa gì mà đã một ngày như là cách ba thu hả? Vinh Lan à, đừng đùa lúc này. Ta thật sự đang rất lo lắng đó.
Muội đi hỏi tin tức của Quỳnh công tử giúp ta được không? Dạ được rồi. Vậy để ngày mai muội sẽ sang nhà Quỳnh công tử sớm để tìm tin tức cho tiểu thơ nha. Ngày mai hả? Chứ bây giờ cũng khuya rồi. Ngày mai. Đúng là con gái đã lớn, đã đến tuổi lấy chồng rồi đó con. Mới gặp hôm qua mà bây giờ đã nhớ rồi hả? Tiểu thư ơi. Dạ con thưa ông. Chuyện gì mà chạy hớt hải vậy? Đúng như điều tiểu thư lo lắng rồi. Người nhà Quỳnh gia cho biết cả đêm hôm qua Quỳnh công tử không có về nhà. Muội nói thiệt sao? Dạ. Hôm qua chẳng phải là sau khi nói chuyện với con, Quỳnh Long đã trở về nhà rồi sao? Đến bây giờ cả đêm rồi mà vẫn chưa về nhà nữa à? Dạ thưa ông, gia nhân của Quỳnh gia nói á, là Quỳnh lão gia cứ tưởng là công tử ở lại một gia, cho nên cứ nghĩ đó là chuyện bình thường. Cho tới sáng nay á, con chạy qua hỏi thăm thì mới tá quả á, mọi người đang cho người đi tìm công tử á. Hạnh Nguyên. Dạ. Sao con lại biết chuyện này xảy ra vậy? Con không dám giấu gì phụ thân. Đêm hôm qua con nằm mơ, con thấy cơn ác mộng. Trong giấc mơ đó, con đã thấy Phan Báo cho người giết chết Quỳnh Long, rồi còn đẩy thi thể của chàng xuống sông để hủy tiêu diệt tích nữa. Xử lý nó đi. Dạ. Dạ. Về. Dạ. 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 Xong. Đi. Báo quan đi. Đi báo quan là có người mất tích. Xin quan lão gia cho người đi tìm. Nếu mà giấc mơ của con là điềm báo thì cho dù có rút cạn nước sông thì cũng phải tìm cho được Quỳnh Long, nghe chưa? Dạ. Theo cha lên quan. Dạ. Của ít lòng nhiều, mong đại nhân nhận cho. Không dám, không dám. Chuyện ta muốn nhờ ngài, thiết nghĩ nằm trong khả năng của ngài mà, đúng không? Nếu như mọi sự đều như lời Phan công tử đây nói á, Quỳnh Long hắn đã bỏ trốn, còn hai nhà Quỳnh Mục á thì chưa đủ tam thư lục lễ á. Mà vì công tử đây là người đứng thứ nhì trong cuộc tỷ võ, tất nhiên là cái hôn sự này thuộc về công tử rồi. Nhưng nếu Mục gia một mực không chấp nhận mối hôn ước này thì sao? Hắn ăn gan hùm cũng không dám nữa. Bởi vì cái cuộc tỷ võ chiêu thân này á, là được bổn đại nhân đồng ý, và bổn đại nhân đã đứng ra làm chứng rồi, thì làm sao hai nhà Quỳnh Mục dám nói mà nuốt lời. Vậy trăm sự nhờ đại nhân. Công tử cứ yên tâm. Dạ bẩm quan, có một lão già cầu kiến. Nè. Dạ. Đêm nay sao? Dạ chào quan. Dạ chào quan. Một tiểu thơ hôm nay đến phủ quan có chuyện chi? Có phải muốn từ hôn với Quỳnh gia hay không? Nếu phải, ta có thể giúp nàng. Phan công tử hiểu lầm rồi. Chúng tôi đến đây tìm quan lão gia là có việc. Vậy nhị vị lão gia tới đây có chuyện gì vậy?
Dạ thưa, huyễn tử từ đêm qua cho đến nay vẫn chưa thấy về. Lão thần thấy chắc là xảy ra chuyện chẳng lành. Kính mong nguyện lệnh đại nhân hãy cho người tìm tung tích của huyễn tử ạ. Thì ra là Huỳnh công tử đã mất tích phải không? Dạ đại nhân. Nhưng mà Huỳnh lão gia lấy cái lý do gì mà biết Huỳnh công tử đã mất tích hả? Dạ thưa, ngày hôm qua huyễn tử cùng với Phan công tử đến một gia để tỉ thí võ nghệ. Và sau đó thì huyễn tử lưu lại một gia dùng bữa, nhưng cho đến sáng hôm nay vẫn chưa thấy về. Vinh Lan có đến hỏi thăm thì được biết rằng huyễn tử đã rời khỏi một gia vào giờ túc hôm qua. Vinh Lan, mới sáng sớm mà ngươi đã biết có chuyện chẳng lành mà đến Quỳnh gia để hỏi thăm hen? Dạ bẩm quan, do là đêm hôm qua tiểu thơ của con nằm mơ thấy Quỳnh công tử gặp nạn, mà lúc đó trời thì cũng đã khuya rồi, cho nên sáng sớm con mới chạy sang Quỳnh gia để hỏi thăm. Hay là do đêm qua tại hai người cãi nhau? Căn bản á là một tiểu thư đây không có đồng thuận cái sự hôn nhân này, cho nên mới dẫn tới cãi giả. Hoặc giả là Quỳnh Long không ưng thuận cái hôn nhân này cho nên đào hôn. Đại nhân, sao ngài lại suy đoán như vậy? Hay là có kẻ ghen ghét đố kỵ nên đã âm thầm ám hại chàng? Nếu nàng nói á là ta phỏng đoán thì nàng có cái bằng chứng gì mà chứng tỏ là Quỳnh Long mất tích chứ không phải đào hôn không? Thưa đại nhân, ta nghĩ Tân Lan mất tích thì người đau lòng nhất chính là Tân Nương Tử. Đại nhân, nếu như Quỳnh Long đã không trân trọng hôn ước này, vậy thì để Phan báo ta nên duyên với nàng. Không thể có chuyện đó được. Con trai của ta không đào hôn. Một tiểu thơ, một lão gia kén rể, cả huyện này đều biết. Nếu như đến ngày lành mà Tân Lan vẫn không đến định thân thì danh dự của nàng sẽ bị tổn hại. Chưa kể hôm nay các người đã đến báo quan, quan huyện đại nhân sẽ làm chủ cho nàng, dán cáo thị truy nã Quỳnh Long kia về. Một khi đã truy nã Quỳnh Long kia về, chẳng khác nào phạm nhân. Rồi đây con đường công danh của hắn cũng coi như xong. Ta vừa nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường. Hay nàng gả cho ta đi, thì tên Quỳnh Long kia không phải chịu tội. Mà đã không phải chịu tội rồi thì quan huyện đại nhân đây có thể giúp nàng đi tìm hắn. Hoặc giả hắn nghe tin không phải cưới nàng, hắn sẽ tự tìm về thì sao? Chuyện này nhờ đại nhân phán xử giùm. Ta xin phép cứu từ. Đó, tất cả mọi người đã nghe kỹ lời Phan công tử nói rồi, chịu khó về suy nghĩ đi rồi đến đây gặp ta ha. Dạ quan, con đi liền. Thiệt tình. Khoan đã đại nhân, thì ra là ngài đã nhận của đút lót của hắn, cho nên ngài đã không tiếc lời binh vực hắn rồi bị chuyện vu khống cho con trai của tôi đào hôn, có đúng vậy không? To gan. Ngay cả huyện lệnh đại nhân mà ngươi còn đặt điều vu khống. Mày đâu? Dạ. Giam lão già này lại, ta sẽ phán cho ngươi tội vu khống mệnh quan triều đình. Nè, chờ tịch thu gia sản rồi đài ra biên cương biệt xứ không? Dạ đi. Dạ. Tôi phụ thân. Ta và Quỳnh lão huynh là bạn thâm giao nhiều năm, nhưng không ngờ hôm nay lại có lúc thất thủ vô sách, đứng trơ ra đó nhìn lão huynh và cả gia đình của huynh ấy vương phải tai họa. Tai họa này cũng tại do con mà ra thôi. Chuyện này có liên quan gì đến con chứ? Thì tại tiểu thơ xinh đẹp quá anh chị, làm cho tên Phan báo kia mê mẩn tâm hồn. Con bảo đảm á, là hắn đã có âm mưu từ trước rồi đó, chứ làm sao mà có chuyện trùng hợp như vậy. Mình vừa tới báo quan là hắn đã có mặt từ trước ở đó rồi. Bây giờ
chẳng những không tìm được Quỳnh Lan mà còn khiến Quỳnh bá phụ bị giả lây nữa. Hắn ta có muốn cưới con, con có chết cũng không chịu gả cho hắn đâu. Phụ thân. Đồ ngu, tại sao ta có thể sinh ra cái loại không có đầu óc như ngươi? Phụ thân, con làm cái gì sai chứ? Ngươi có bao giờ làm cái gì đúng đâu mà chả sai? Cả cái việc này hết nữ nhân rồi hay sao? Tại sao ngươi một mực tranh giành hạnh nguyên hả? Ngươi hành xử kiểu gì vậy? Không có gọn gàng chút nào hết. Con đã làm kính kẻ rồi phụ thân à. Kính kẻ à? Vậy chính mắt ngươi có thấy thằng Quỳnh Long nó chết chưa? Còn thằng Ất nữa hả? Ta nói cho ngươi biết, ta nói dạng nhất Quỳnh Long chưa chết. Rồi đây thằng Ất nó sẽ làm chứng. Chuẩn bị đi, cái đầu ngươi sẽ lìa khỏi cổ. Phụ thân phải cứu con chứ. Phụ thân, ta làm sao cứu? Làm sao cứu đây? Chỉ cách cho ta đi. Bây giờ chim trời cá nước hai người đó ở đâu làm sao ta biết? Hả? Tại sao ngu vậy? Đồ ăn hại! Ngươi đến đây làm gì? Nhà ta không đón tiếp ngươi. Đi về đi. Kìa, một bá phụ sao lại lớn tiếng như vậy? Chẳng phải ta tới đây là giúp mọi người hay sao? Cậu á, không hại người đã là điều đáng mừng rồi. Ở đó mà giúp người. Chỉ cần nàng đồng ý gả cho ta thì ta có thể thương lượng với quan chuyện này. Thả Quỳnh bá phụ ra, ta nghĩ nàng cũng không muốn Quỳnh Long chưa rõ tung tích mà Quỳnh gia lại bị tịch biên tài sản rồi, đúng không? Ta có thể cho nàng thời gian suy nghĩ, nhưng mà phải nhanh lên. Tại vì ta nghe đâu 3 ngày nữa là quan huyện đại nhân nộp án lên hình bộ xử. Mà khi hình bộ xét xử, đến lúc đó ta muốn giúp cũng không được. Nàng có thể suy nghĩ, ta xin phép. Khoan đã, ta đồng ý gả cho ngươi, nhưng với 2 điều kiện. Chuyện đó thì có khó gì đâu. Nàng đồng ý gả cho ta, bao nhiêu điều kiện cũng được. Thứ nhất, Quỳnh lão gia phải được thả ra trước. Được, ta đồng ý. Nghe đây, võng đào của ta phải được rước từ Mục gia sang Quỳnh gia, sau đó mới về Phan gia của ngươi. Chuyện cái này có chút... Vậy thì không cần phải nói nữa. Thôi được rồi, ta đồng ý. Ta sẽ cho người tới đón nàng. Còn bây giờ ta xin phép cáo từ. Hạnh Nguyên à, con hà tất phải làm như vậy chứ? Phụ thân yên tâm, con nhất định có cách. Đây chỉ là kế quản binh thôi. Con xin lui. Không ngờ con gái của một lão già đó rồi bây giờ đi lấy hôn phu mới nữa, mà lại là công tử Phan Báo nữa. Kỳ cục quá trời, không có ngờ luôn á. Nhìn cái mặt hiền lành vậy ghê quá. Không biết một lão già nghĩ sao mà làm vậy. Công tử Quỳnh Long mà còn sống á là buồn lắm hen. Là đúng rồi. Tôi thà chết chứ tôi không thể gả con gái như vậy được. Mới đính ước chưa định thân mà đã đi lấy hôn phu mới rồi. Đúng là lòng dạ con người thay đổi mau thiệt. Đêm hôm đó,
chàng cũng từ nhà thiếp về nhà chàng mà gặp chuyện. Nhất định hương hồn chàng vẫn còn đâu đó trên đoạn đường này, chàng có đến đón thiếp không? Dừng lại, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Ngươi đừng đi theo ta. Nàng, đừng mà, nàng cứ bình tĩnh. Tiểu thư. Người đâu? Tiểu thư. Mà cứu nàng, mau chạy xuống cứu nàng đi. Một Hạnh Nguyên. Người đâu? Cứu tiểu thư của ta đi mà. Người đâu? Tiểu thư. Một Hạnh Nguyên. Một Hạnh Nguyên, mau nhảy xuống cứu nàng. Tại sao nàng lại làm như vậy? Một Hạnh Nguyên. Ở phía trước có chuyện gì đó cậu? À, mình qua đó xem thử. Dạ cậu. Tráng sĩ. Hả? Xin dừng bước. Cho ta hỏi, đằng kia có chuyện gì mà vui quá vậy? À, nhà của Phú Hậu Dư đang chiêu phu. Chiêu phu? Ừ. À, ê, cậu lên đó thử đi, biết đâu nhận được tú cầu thì sao. Đi đi. Đa tạ tráng sĩ. Đa tạ. Ừ. Đi nha. Dạ. Cậu, hay là mình đi qua xem chuyện gì đi cậu. Thôi, ngươi thừa biết là ta đã sớm có hôn thê rồi, giờ mình phải mau chóng trở về. Ta không biết là nàng còn chờ ta không, hay là đã bị Phan Báo. Cậu, nếu như mà thật sự mợ bị Phan Báo bức hôn thì cậu sẽ làm gì? Cho dù nàng ta có bị bức hôn, chỉ cần nàng vẫn yêu ta, ta sẽ không chấp chuyện bức hôn, bỏ qua tất cả. Thôi mình đi. Ừ. Tiểu thư ơi, quán cầu nhanh đi tiểu thư ơi. Quán tiểu thư ơi. Quán cho tôi nè tiểu thư ơi. Cậu. Trời đất ơi, công tử như mình mà còn thua một thằng phố rách áo ôm này nữa. Quỳnh đệ đi về. Đi về. Cậu ơi vậy lạ. Cậu. Chúc mừng. Trời định lương duyên, mời công tử vô nhà, chúng ta cùng uống trà rồi bàn chuyện cưới gả. Dạ chào ngài. Dạ đa tạ lòng tốt của ngài, nhưng mà ta đã có hôn thê ở nhà rồi, ta mong ngài thứ lỗi. Chàng trai này làm ta rất thích, nhưng mà cậu cứ yên tâm đi, một nhà có 5-3 cái cửa, có vợ rồi có nữa cũng không sao. Ta không bắt cậu phải từ thê đâu. Chọn ngày. Không được chọn ngày nữa, mà tối nay, tối đêm nay chúng ta sẽ làm lễ cưới luôn. Dạ, nhưng mà nè, cậu đừng có từ chối nữa. Cậu muốn làm con gái ta mất mặt trước bao nhiêu người sao? Hả? Cậu, con đã hỏi được rồi. Dạ, thì ra vào năm xưa, lúc con và cậu rời bỏ quê, Phan Báo muốn vu oan hãm hại cho lão gia. Mợ vì muốn cứu lão gia nên đã đồng ý làm vợ của Phan Báo. Nhưng trong ngày thành thân, mợ đã gieo mình xuống sông tự vẫn thôi cậu. Hạnh Nguyên, ta chinh hiện trở về đây, còn nàng
nàng lại chết tức tử như vậy. Vậy thì làm sao? Làm sao mà ta có thể lấy thê tử mới được chứ? Cậu, đừng nói những lời như vậy. Không sợ mợ mới? Mợ mới buồn hay sao à? Người lui ra đi. Lui ra. Dạ cậu. Tiểu thư, không biết là tiểu thư đây có tin vào duyên nợ hay không. 3 năm trước ta đây cũng từng thắng trong một cuộc tỷ võ để kén rễ do một gia tổ chức, nhưng chưa kịp định thân thì ta phải bôn ba ở xứ khác để lánh nạn. Ta chẳng biết bây giờ người xưa như thế nào. Đột nhiên ta trở về thì bên cạnh lại có thêm một bóng hồng khác. Thử hỏi nàng ấy liệu có chấp nhận được không? Chấp nhận? Giọng nói này không phải là của Hạnh Nguyên sao? Ta nói là nàng ấy sẽ chấp nhận. Hạnh Nguyên, Hạnh Nguyên, Hạnh Nguyên, ta đang tỉnh hay là ta đang mơ vậy? Nàng vẫn còn sống mà. Là thiếp đây. Rồi. Chèo đi. Chèo mau lên, mau lên. Dạ. Chèo mau lên đi con, mau dạ. lên. Nghĩa phụ cứu thiếp, nhận thiếp làm nghĩa nữ, sau đó tính chuyện gả phu quân cho thiếp. Thiếp không ngờ lại có thể gặp được chàng. Đúng là trời định lương duyên. Còn chàng, chàng thì... Ngày hôm đó, sau khi từ Mục Gia trở về, trên đường ta gặp tay sai của Phan Báo, muốn giết ta, hòng chiếm đoạt nàng. Mai thay là ớt đã giả vờ đâm chết ta, cứu ta thoát một kiếp nạn. Đi cậu, nhanh cậu, lại cậu. Bất bảo rằng Phan Gia và Quan Quyện đã có kết từ lâu. Nếu ta trong tay không quyền không thế cũng sẽ khó mà đấu lại. Như vậy bọn ta đã quyết định rời khỏi huyện, lên kinh đợi đến kỳ thi. Nay ta đổi tràng nguyên, quyết định quay về, có ơn báo ơn, có quán phải trả. Nhưng mà quan quan tương báo đến bao giờ mới hết? Chúng ta đều gặp nạn dữ như được tái sinh. Thiếp chưa dám về lại cố hương, bởi vì lòng thiếp không biết đối diện với mọi người như thế nào. Chàng biết đó, thiếp không muốn vì một hồng nhan quả thủy như thiếp mà cứ khiến ân oán ba nhà không thể hóa giải được. Không sao đâu, có ta đây, nàng cứ yên tâm. Tụi bay đâu hết rồi? Nhà cửa mà từ trước ra sau vắng hoe như nhà quan chết chủ vậy. Được vô. Tụi bay đâu? Dạ. Không được cản đường. Cái gì kia ồn ào vậy? Quan trạng tôi. Hả? Hả? Ủa? Ủa?
Lý ra là chết rồi. Còn sống hả? Hai ta chưa chết, tới lượt tôi chết đây. Đây, đây là cáo trạng của dân làng trong huyện. Chỉ mỗi tội tham ô của người thôi, đủ để ngồi tù một công rồi. Quỳ xuống. Đến đâu? Cởi mũ quan hãy xuống. Dạ. Dạ. Nhẹ tay dùm chút đau. Dẹp hắn vào đại lao, chờ ngài giải về kinh thành, giao cho hình bộ xử lý. Dạ. Dạ. Điều tra tất cả những kẻ có liên quan tới chuyện này cho ta. Dạ đi. Dạ. 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 Đại nhân ơi, đại nhân, đại ma, 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 ma. Yeah.